Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà, đây là sữa tắm ngọc chai, tinh chất sữa dê nha cả nhà. Chai rất là bự nha. Thể tích của nó là 1200ml nha cả nhà. Hàng có sẵn ở shop nha. Mọi người đến shop mua một chai vẫn được giá sỉ nha mọi người. Sữa tắm rất là thơm, thơm mùi sữa dê nha. Mùi rất là nhẹ dịu nha cả nhà. Sữa tắm trắng da, tinh chất sữa dê, nuôi dưỡng làn da mình nha. Hàng có sẵn ở shop nha mọi người. Có tem nha mọi người. Việt Nam sản xuất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.